Man City sẽ có cuộc tiếp đón Leicester tại vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Lúc này Man City vẫn đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng với 67 điểm sau 29 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Ngoài ra Man City còn một trận đối đầu với chính Arsenal trên sân nhà, nên nếu toàn thắng tất cả các trận còn lại thì khả năng Man City giành chức vô địch là rất cao, bởi họ đang có lợi thế áp đảo về hiệu số bàn thắng với Arsenal. Hay nói một cách khác, Man City đang nắm trong tay quyền tự quyết. Phong độ của Man City cũng đang rất ổn định khi chuỗi trận toàn thắng đã kéo dài lên con số 9 trên mọi đấu trường. Trong đó có chiến thắng 3-0 giữa tuần qua trước Bayern Munich tại tứ kết lượt đi cúp C1 châu Âu. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Man City trên sân nhà. Trái lại, đối thủ của Man City ở trận đấu này lại đang vật lộn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng khi mới có 25 điểm sau 30 vòng đấu. Lúc này Leicester chỉ hơn đội bét bảng Southampton 2 điểm và đang còn kém nhóm trụ hạng 4 điểm. Đáng nói là phong độ của Leicester đang rất tệ hại khi chỉ có nổi một trận hòa để thua tới 8 trong 9 trận gần đây, bao gồm cả trận thua tại FA Cup trước đội hạng nhất Blackburn. Trên sân khách sau trận thắng bất ngờ trước Aston Villa, Leicester cũng chỉ hòa 1 để thua 3 sau các lần du đấu gần nhất. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-2 1 phần 4, hơn hẳn đối thủ trên bảng xếp hạng và còn được thi đấu trên sân nhà nên Man City được đánh giá là đội cửa trên cũng hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng kèo chấp cũng đang ở mức rất cao khi lên đến -2 1 phần 4. Ở 5 lần đối đầu gần đây, Man City vẫn là đội chiếm ưu thế khi thắng 4 trận và thua 1 trận duy nhất tại siêu cúp mùa 2021-2022. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại hai đội đang có phong độ hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng vào lúc này Leicester hầu như không thể hy vọng có điểm trước Man City, nhất là trên sân nhà của đội bóng đương kim vô địch. Điều khiến giới chuyên gia băn khoăn ở trận đấu này là giữa tuần sau Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bayern Munich, nên huấn luyện viên Pep Guardiola có thể sẽ giữ sức cho các cầu thủ chủ lực và không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Thế nhưng tinh thần cũng như sự tự tin của các cầu thủ Man City đang lên rất cao, nên với một đối thủ đang có phong độ tệ hại như Leicester, có lẽ đội chủ nhà vẫn sẽ có được một trận thắng đậm. Chọn Man City soi tỷ lệ kèo tài xỉu 3-1/2, kèo tài xỉu cũng đang ở mức cao tương ứng là 3-1/2. Có thể thấy hàng công của Leicester đang chơi khá tệ là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng có thành tích kém cỏi, trong khi Man City lại có hàng thủ chắc chắn. Thế nhưng hàng công của Man City đang có hiệu suất ghi bàn rất cao trên sân nhà với 22 bàn sau 5 trận gần nhất. Thế nên có lẽ đây vẫn sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng. Chọn tài.